lắm. Có một cái cơn bão Sagi, cơn bão số 3 quét qua khu vực miền Bắc, làm thiệt hại rất là nặng nề, người và tài sản. Cho nên là bây giờ là em muốn tặng toàn bộ cái giải thưởng của em cho cái làng lũ ở Lào Cai, là cái nơi thiệt hại rất là nặng nề, để một phần là góp phần để nguyện của cá nhân đến bà con, và cũng lan tỏa tinh thần của cái giải chạy VN Express lần này. Em xin cảm ơn Vâng ạ, cảm ơn anh với một thông điệp rất ý nghĩa. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và tiếp tục chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong những giải chạy tiếp theo của VN Express Marathon. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn một tấm lòng rất là ý nghĩa.